với kênh Online 24 giờ TV. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và nhận chuông thông báo để cập nhật tin tức mới nhất mỗi ngày. Và ngay bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng đón xem tin tức mới nhất cho ngày hôm nay. Úc Thanh Vân đề xuất những lưu ý cho cha mẹ tránh bỏ quên con trong ô tô. Nữ MC kim diễn viên đã chia sẻ cảm nhận và kinh nghiệm của bản thân trong vấn đề nóng này. Hiện tại, cả xã hội đang vô cùng thương xót và hướng về bé trai vừa tử vong sau vụ tai nạn bỏ quên trên ô tô vừa qua. Các sau việc không chỉ bày tỏ sự đau xót mà còn lên án sự tắc trách của nhà trường. Riêng MC diễn viên Úc Thanh Vân cũng vừa chia sẻ dòng trạng thái khá dài nói về sự việc trên. Cô cho rằng cuộc đời con người ai cũng có lúc quên thiếu sót sơ suất. Nhưng đối với trẻ con thì tuyệt đối không được. Không chỉ thế, cô còn đưa ra những lưu ý cho cha mẹ để tránh tai nạn bỏ quên trẻ trong xe ô tô như sau. Luôn luôn kiểm tra ghế sau và đảm bảo tất cả trẻ em ra khỏi xe trước khi khóa xe và bỏ đi. Tránh bị mất tập trung khi lái xe, đặc biệt là sử dụng điện thoại di động. Cố gắng giữ thói quen đúng giờ vì vội vàng cập rập luôn khiến bạn lơ đễnh và dễ quên mọi thứ, kể cả trẻ con. Yêu cầu nhà cung cấp dịch vụ đưa đón trường học của trẻ gọi nếu con bạn trễ hơn 10 phút. Đặt điện thoại di động, túi sách hoặc ví của bạn ở ghế sau để bạn luôn có lý do kiểm tra luôn ghế sau khi bạn đến điểm cuối. Nếu ai đó đang lái xe đưa đón con bạn, hãy luôn kiểm tra để chắc chắn rằng bé đã đến nơi an toàn. Tài xế khi đã đến nơi không vội tắt máy xe, khóa cửa và ngay lập tức rời khỏi gara, hãy nán lại thêm chút thời gian để đảm bảo không có việc gì cần đến mình. Nếu có sự cố không may xảy ra, sớm luôn tốt hơn muộn. Cô chia sẻ thêm kinh nghiệm của bản thân để tránh trường hợp cha mẹ bỏ quên con trong ô tô. Khi đổ xe hãy đảm bảo đóng cửa để ngăn trẻ tò mò mở cửa chui vào khi không có ai xung quanh. Nhiều cái chết trên xe hơi nóng đã xảy ra khi một đứa trẻ tự nhốt mình bên trong. Hãy chắc chắn rằng trẻ em không dễ dàng tiếp cận với chìa khóa xe ô tô của bạn. Dạy trẻ rằng ô tô không phải là nơi an toàn để chơi. Nhắc nhở trẻ em rằng ô tô, đặc biệt là cốp xe, không nên được sử dụng cho các trò chơi như trốn tìm. Cung cấp cho con số điện thoại hoặc thiết bị định vị nếu có. Hiện đã có đồng hồ trẻ em có tính năng này. Khi đến điểm cuối, hãy nhớ bấm chút cửa kính họ ra. Việc này có thể hơi phiền, nhưng ít ra có thể cứu một đứa trẻ nếu chúng bị bỏ quên. Trẻ sẽ đỡ bị ngạt và có thể kêu cứu để bên ngoài nghe được. Cuối cùng, nữ MC kim diễn viên xinh đẹp khẳng định và cuối cùng xin nhắc lại trong sự việc này, không phải là may hay không may, mà tính mạng và sự an toàn của trẻ phụ thuộc vào ý thức của người lớn của chúng ta. Chia buồn sâu sắc cùng cha mẹ cháu bé, mình cảm thấy đau ở trong lòng. Hiện tại Úc Thanh Vân đang ở Úc du lịch cùng chồng và các con. Cô cũng liên tục chia sẻ hình ảnh hội ngộ cùng người thân ở đây để khán giả có thể cập nhật thường xuyên. Anh Thư bên Thu Thủy khẳng định tình cảm kinh nguyễn dành cho bé Henry là sự thật. Đừng phán xét, chửi bới, nghiệp sẽ tụ vành môi đấy. Là một trong những người bạn thân của Thu Thủy, siêu mẫu Anh Thư đã lên tiếng về scandal chồng trẻ của Thu Thủy có hành động bạo lực với bé Henry. Scandal chồng trẻ Thu Thủy bị nghi cấu tay con riêng của vợ đang trở thành chủ đề bàn tán khắp mạng xã hội. Công chúng khá phẫn nộ khi xem đoạn clip này. Dù Thu Thủy và chồng đã xin lỗi và giải thích, nhưng mọi thứ dường như vô nghĩa. Là một người bạn trong hội bạn thân của Thu Thủy, từng chứng kiến cách kinh nguyễn chồng của Thu Thủy chăm sóc yêu thương con riêng của vợ, Anh Thư đã lên tiếng trên trang cá nhân nhằm bênh vực bạn mình. Cụ siêu mẫu cho biết một nửa sự thật thì chưa chắc là sự thật. Cô còn khuyên mọi người nên tin vào Thu Thủy vì cô ấy đã đủ trưởng thành, đủ thông minh và tình mẫu tử thiêng liêng luôn giúp cô ấy tỉnh táo khi chọn người nương tựa, có tấm lòng yêu thương con mình. Anh Thư viết, cư dân mạng thật đáng sợ, súng vào chửi rủa cứ như là tường tận lắm. Có câu nói như thế này, nửa ổ bánh mì nó vẫn là bánh mì, nhưng nửa sự thật thì chưa chắc còn là sự thật. Điều này có nghĩa đánh giá một con người thì đừng trong mặt mà bắt hình dong. Nhìn thấy vậy mà chưa chắc đúng là như vậy. Thu Thủy là mẹ đủ trưởng thành và hiểu biết, đủ thông minh để biết cách nuôi dạy và bảo vệ con của mình. Tình mẫu tử thiêng liêng và nhạy bén lắm, ai làm mẹ rồi thì sẽ hiểu. Mẹ có thể bất chấp tất cả, bất chấp cả tính mạng và hạnh phúc cá nhân chỉ để cho con được an lành. Đừng dạy phụ nữ cách làm mẹ hoặc cách bảo vệ con, bởi đấy là phản xạ rất tự nhiên và luôn có đầy trong tim người mẹ. Thư chơi với Thủy và có thời gian tiếp xúc với cả gia đình nhỏ của Thủy. Thư thực sự cảm động cách Kim yêu thương và nuôi dạy Henry. Kim thực sự trăn trở vì Henry. Nhớ lại hôm ra mắt MV của Thủy, Thư đã khóc vì tình cảm của hai cha con nhà này. Hôm đấy vừa nhìn thấy Kim xuất hiện trên MV, bé Henry đã vui mừng hét lên, ba kìa, ba con kìa, rồi chạy đến ôm chầm lấy Kim hôn lên má. Ba Kim cũng âu yếm bế con vào lòng. Giả làm sao được hả quý vị? Con nít ai thương nó thì nó thương lại. Con nít không biết diễn như người lớn của chúng ta đâu.
Cụ siêu mẫu gửi lời khuyên đến cư dân mạng rằng đừng phán xét, chửi bới, nghiệp sẽ tụ vành môi đấy. Môi thâm đen ráng dịu nha. Đối với mọi vấn đề, muốn đưa ra đánh giá xác thực không gì bằng việc trực tiếp trải nghiệm, cảm quan thôi chưa đủ, mấy chị hiểu không? Thu Thủy lừa dối truyền thông chưa từng đăng ký kết hôn với chồng cũ, mượn màn kịch để đánh bóng tên tuổi. Một tài khoản tự nhận là người nhà chồng cũ của Thu Thủy đăng đàn tố cáo cô lừa dối truyền thông khi chưa đăng ký kết hôn với người chồng trước, gây xôn xao dư luận. Mới đây, trên một fanpage chuyên hóng chuyện showbiz, bất ngờ xôn xao với thông tin tố Thu Thủy đã lừa dối truyền thông từ một tài khoản nhận mình là người nhà của chồng cũ Thu Thủy, kêu con trai Thu Thủy là cháu. Người này cho biết là Thu Thủy và chồng cũ Huỳnh Nhất Phương chỉ làm đám cưới, chứ chưa đăng ký kết hôn chính thức và hợp pháp. Không nhận thế, còn tố Thu Thủy lợi dụng con trai nói xấu nhà chồng để lăng xê đến bóng tên tuổi của mình. Người này còn tung bằng chứng là Nhất Phương còn đang độc thân, chưa từng kết hôn. Cụ thể người này viết, tôi cần biết người anh này tới giờ cũng gần tròn 20 năm, chuyện gì chúng tôi cũng có thể chia sẻ cùng nhau. Câu chuyện thật sự về hôn nhân của anh ra sao chắc anh chỉ chia sẻ cho mình tôi biết. Tại sao tới ngày hôm nay tôi mới nói ra sự thật này là vì đó là lựa chọn của anh. Anh không muốn rằng phải đi tranh giành một đứa trẻ với một người đàn bà. Anh không muốn hơn thua, đôi co qua lại với người đã từng ở với mình gần đấy năm. Nhưng ngày hôm nay khi tôi thấy clip cháu tôi bị một người dân nước lã, được sự cho phép của mẹ nó mà bạo hành nó như vậy, tôi không thể im lặng được nữa. Ngay ngày mai khi anh thấy post này, anh chắc sẽ giận tôi lắm. Nhưng tôi muốn anh phải đối diện một lần nữa để mang được cháu tôi về. Chắc hẳn ai cũng nghĩ về anh là một người chồng khốn nạn, một người cha vô trách nhiệm. Nhưng một người chồng khốn nạn sẽ không im lặng để vợ cũ của mình đặt điều, thêu dệt sự thật ấy gần ấy năm. Cũng sẽ không chịu đựng phải xa con mình chỉ vì muốn tuổi thơ nó được yên ổn, không tràn ngập các mặt báo. Khi bà của anh mất, mọi thứ xảy ra đều không bình thường, như có ai đó đưa đường chỉ lối cho anh biết tất cả. Từ vô tình xem được tin nhắn của những người đàn ông khác nhắn tới, hay đang nghe điện thoại đầu dây bên kia, chị quên không tắt điện thoại đi. Và anh nghe thấy chị nói mẹ chị con đen quá mẹ à, anh ấy biết hết rồi. Mọi người sẽ thắc mắc tại sao không mang con về, mang ư, bà nội gọi điện năn nỉ được gặp vì nhớ cháu quá. Thì ngày hôm sau lại lên hết các mặt báo là nhà chồng hăm dọa chèn ép. Nếu bạn là một người bình thường, bạn sẽ rất sợ phải vướng vào những chuyện thị phi như vậy. Chỉ có duy nhất một người lấy đó làm công cụ để nổi tiếng và thấy vui và hạnh phúc vì điều đó. Trước khi có cái lễ cưới là điều tử tế cuối cùng anh muốn làm cho con trai của mình, hai người đã đồng ý với nhau, đây chỉ là lễ cưới để hợp thức hóa cái thai với truyền thống. Vì chị là người nổi tiếng, và vì hai người đã chia tay và cắt đứt hẳn 3 tháng về trước, cái ngày chị tới gặp anh tôi cũng đang ở đó, lúc đó rất đông người, anh không thể từ chối gặp và chị nói rằng e đã có bầu và quyết định giữ đứa con này lại, anh chân hững và tay ù đi. Nhưng anh vẫn vậy, vẫn chọn cách xử lý mọi việc sao cho có tình người nhất. Anh chấp nhận làm lễ cưới, nhưng cả hai sẽ không đăng ký kết hôn vì chỉ để hợp thức hóa mọi thứ cho một người nổi tiếng như chị. Mọi người sẽ có cuộc sống riêng và cùng chăm sóc đứa bé. Khi Henry ra đời, chị và mẹ chị đã lừa anh rằng nếu không làm đăng ký kết hôn mà muốn con mang theo họ ba thì phải làm giấy xin nhận con nuôi. Bất cứ ai tin ý sẽ thấy rằng suốt đám cưới anh chỉ để tay trong túi quần và rất ngượng nghịu. Khi về ở chung rồi, mọi chuyện đã không như anh nghĩ, chỉ đòi mọi thứ phải trở lại như trước, phải quan tâm, phải yêu thương như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nếu không, anh sẽ không bao giờ có thể gặp lại con nữa. Nếu là bạn, bạn có thể bình thường với một người đã lừa dối mình và tỏ ra không có chuyện gì xảy ra không? Anh không dám về nhà, đó là khoảng thời gian anh cùng tôi suốt ngày đi phượt. Và anh đã phải trả giá bằng loạt báo ngày 27 tháng 11 và một tiếng kể hết của chị, cùng chuỗi ngày không thể tìm thấy con vì chị liên tục chuyển nhà đi. Anh vẫn kiên nhẫn chờ chị, khi chị có một mối quan hệ mới, khi chị có người bù đắp cho chị, cũng sẽ là lúc anh có thể nói chuyện đưa cháu về. Nhưng chị vẫn vậy, vẫn luôn dẫn dắt truyền thông theo ý của chị rằng Henry gọi bạn trai mới là ba, hay bắt Henry ghi hình một đoạn clip có mối quan hệ rất tốt với chồng mới của chị. Tôi kể ra câu chuyện này vì tôi muốn mọi người hiểu đúng sự thật và giúp anh tôi có thể mang được cháu tôi về. Trẻ con không có tội, nhìn cháu vậy tôi rất xót xa. Bên dưới bài post rất nhiều khán giả tỏ ra hoang mang, tuy nhiên cũng không ít người nói đây chỉ là tin bịa đặt vu khống. Hiện đây chỉ là thông tin một chiều chưa có sự xác thực và phía Thu Thủy vẫn chưa lên tiếng về vụ việc này. Một khán giả cho rằng tại sao thông tin này không xuất hiện sớm hơn hay muộn hơn mà xuất hiện đúng vào thời điểm chồng mới của Thu Thủy vướng phải lùm xùm bạo hành. Một khán giả khác cũng nhận định thông tin trên
không thực sự đáng tin cậy, cần có sự xác minh rõ ràng từ cả hai phía. Lùm xùm chồng mới của Thu Thủy bạo hành con trai riêng của cô đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của khán giả. Nhiều nghệ sĩ xem clip cũng tỏ ra vô cùng bức xúc, phía Thu Thủy và chồng mới đã lên tiếng xin lỗi và đồng thời giải thích tay cháu bị trúng cạnh bàn chứ không hề có việc bạo hành. Lỡ một lần đò với một nách ba con, Hoa hậu Thu Hoài bày tỏ quan điểm được nhiều người đồng tình giữa ồn ào chồng trẻ Thu Thủy. Hoa hậu Thu Hoài có chia sẻ dài liên quan đến nuôi dạy con cái giữa ồn ào chồng mới của Thu Thủy nghi cấu vào tay bé Henry. Giữa ồn ào dân mạng sau bé Henry bị chồng mới của Thu Thủy bấu vào tay khi đang live stream từ đêm qua đến nay, nhiều nghệ sĩ bày tỏ cảm xúc của mình, không nhắc thẳng vào vấn đề gì, nhưng diễn viên Tú Vi khắc Việt và nhiều sao Việt ẩn ý trên trang cá nhân bày tỏ bức xúc sau khi xem clip. Hoa hậu Thu Hoài mới đây cũng đã đăng tải một dòng trạng thái lên trang cá nhân về vấn đề này và đang nhận nhiều sự chú ý đồng tình. Cụ thể cô viết, tôi cũng từng là người mẹ, tôi hiểu nuôi dạy một đứa trẻ mệt mỏi và vất vả ra sao, nhiều ức chế ra sao, tôi cũng không bị cách nuôi con, dạy con của bất cứ phương trời nào ảnh hưởng, tôi chỉ tin vào những gì tôi cho là tốt cho con. Tôi không vấn đề gì với chuyện trừng phạt răn đe con cái, cũng không cổ hủ tới mức nghĩ con mình luôn đúng, rằng nó không thể đụng vào bất cứ lý do gì. Nhưng nếu muốn trừng phạt con, tôi cần thấy một lý do chính đáng và quan trọng nhất, hãy thực hiện nó một cách đàng hoàng. Có thể tôi đã quá nhạy cảm, nhưng tôi đã hơi rùng mình khi những thứ dạy dỗ trẻ con kia được thực hiện kín đáo dưới góc bàn, nơi đám đông không nhìn thấy được. Nó giống thứ hành động của một bà mẹ kế độc ác, một giáo viên mầm non thiếu lương tâm, chứ không phải điều một người đàn ông có thể làm. Sự sợ sệt, khó chịu và cả nét mặt lầm lì của đứa bé nói lên nhiều điều lắm. Nó đau đớn, tức giận, bất mãn và quan trọng nhất, không thể nhận được bài học gì tích cực sau tất cả. Nếu là tôi sẽ mong người đàn ông của mình hãy giận dữ cũng được, lớn tiếng cũng được, và nhất định tôi sẽ không nói một nửa câu khi anh ta đứng trước mặt tôi, dạy dỗ đám trẻ con. Bởi khi đó người đàn ông đang hành xử vì trách nhiệm, vì tình thương một cách đàng hoàng. Đàn bà và trẻ con cần những người đàn ông như thế. Mỗi người có một cách dạy con, nhưng chắc chắn tôi sẽ phản ứng mạnh mẽ khi người đàn ông của mình trừng phạt con theo cách lén lút và giả tạo. Đừng kín đáo cấu nó xong và cao giọng dụ nó sẽ cho bánh kem, hay đứng trước mặt mẹ nó, cho nó một bài học về cách ứng xử như một người đàn ông thực thụ, chứ đừng dạy đứa trẻ theo cách của một đứa trẻ khác trong trường mẫu giáo. Bởi những đứa trẻ thì không bao giờ dạy nổi nhau, và đàn bà thì sẽ rất vất vả nếu chỉ có một mình cùng lũ trẻ. Thu Hoài được biết đến như một doanh nhân thành đạt trước khi chiến thắng cuộc thi Hoa hậu năm 2012. Cô chơi thân với rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trong showbiz như Đàm Vĩnh Hưng, Trấn Thành. Thu Hoài từng trải qua một đời chồng, hiện đã có bạn trai mới. Cô có ba con và luôn chứng minh là người mẹ mẫu mực. Khi biết chuyện con trai thuộc giới tính thứ ba, Thu Hoài vẫn luôn bên cạnh ủng hộ con sống thật với bản thân, là một người mẹ. Chia sẻ của Thu Hoài liên quan đến cách nuôi dạy con sau clip chồng Thu Thủy nghi cấu vào tay bé Henry được đăng tải càng khiến nhiều người đồng tình.